thầy, quý cô bác, quý anh chị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và nhân đây tôi cũng xin được thay mặt ban giám đốc gửi lời chân thành cảm ơn rằng sau buổi hội thảo này quý cô bác, quý anh chị sẽ tìm hiểu thêm được rất nhiều thông tin và có thể sẽ tham gia cho bản thân và gia đình mình những kế hoạch tài chính vô cùng quan trọng, vô cùng ý nghĩa của Đài Truyền hình Việt Nam. Kính thưa quý cô bác, quý anh chị, ngày hôm nay, ngày 11 tháng 7 năm 2013, tại hội trường của nhà khách tỉnh Bắc Giang, văn phòng Đài Truyền hình tại Bắc Giang chính thức chi trả số tiền bảo hiểm 228.517.000 và quyền lợi là bệnh hiểm nghèo trả trước cho một khách hàng, cho một người được bảo hiểm là chị Nguyễn Thị Thuận ở ngay tại thành phố Bắc Giang chúng ta, phường Thọ Xuân ở khu phố Hậu. Và kính thưa quý bà con của bác, ngày hôm nay với số tiền hơn 200 triệu, và thưa quý bà con của bác, tất nhiên khi khách hàng tham gia những chương trình, những giải pháp tài chính của Đài Chi Lai thì được nhận quyền lợi, tức là trong trường hợp không may gặp rủi ro hay là mắc bệnh hiểm nghèo như thế này, khách hàng nhận được. Một lần nữa, Đài Chi Lai Việt Nam chúng tôi đã thể hiện một cái trách nhiệm, một cái cam kết của công ty cũng như của chi nhánh. Quý bà con cô bác, đó là dự cái buổi hội thảo cùng với cái lễ chi trả cho khách hàng mắc bệnh hiểm nghèo của công ty bảo hiểm Phú Thọ Đài Chi Việt Nam ngày hôm nay. Trước khi tôi đọc cái quyết định chi trả cái quyền lợi bệnh hiểm nghèo cho khách hàng với thị phần đó, thì tôi xin phân tích mấy điều trong cái bộ hợp đồng như thế này. Cái bộ hợp đồng mà chị Thuận tham gia như sau. Thưa các chị, thưa bà con cô bác, ngày 16 tháng 3 năm 2012 thì chị Thuận có tham gia với công ty bảo hiểm Phú Thọ Đài Chi Việt Nam một sản phẩm, đó là bệnh hiểm nghèo trả trước với số tiền phí một năm là 10 triệu đồng với thời hạn là 15 năm. Với ý định của chị Thuận là sau 15 năm thì có số tiền này để hưu trí, tức là phụ dưỡng tuổi già, tổng số tiền lên đến là 228 triệu. Thế thì đến tháng 4 2013 thì chị Thuận mắc bệnh hiểm nghèo. Ở đây trong quyết định và tất cả các giấy tờ, cái chứng từ của y tế kết luận là chị Thuận là bị ca phần mềm, thì nói tóm lại là chị Thuận tiết kiệm với số tiền 10 triệu đồng trên một năm và gia đình đã tiết kiệm được 2 năm, tổng số tiền là 20 triệu đồng. Sau khi nghe tin đó, chị Thuận mắc bệnh, văn phòng tổng đại lý Bắc Giang chúng tôi đã cử nhân viên trực tiếp là anh trưởng nhóm Nguyễn Văn Hòa đến cùng với gia đình làm hoàn tất mọi các thủ tục để chi trả quyền lợi cho chị Thuận lấy tiền chữa bệnh. Và ngày hôm nay tại hội trường này thì như các chị biết, chúng tôi sẽ chi trả cho gia đình là 228 triệu đồng, không thiếu một xu. Thế thì tại sao nói như vậy? Vì chỉ riêng của Đài Chi mới có cái sản phẩm bệnh ngày đặt trước. Chắc hẳn là các anh chị vừa bà con cô bác vừa nghe anh Phân Văn Long đã giới thiệu cái sản phẩm gọi là bệnh hiểm nghèo trả trước khi khách hàng mắc bệnh ở xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang lên tới 1 tỷ đồng. Thế thì cái trường hợp mà trả 1 tỷ đồng thì thưa các chị Đàm Thị Hương là bị ung thư vú, mới tham gia với công ty được 8 tháng, số tiền tiết kiệm là 21.300.000 đồng, và khi chị mắc bệnh ung thư thì công ty chúng tôi chi trả chị đủ 1 tỷ đồng. Và chị Dương Thị Thịnh cũng tham gia được 1 năm với số tiền là 18 triệu đồng. Và ung thư bằng quang thì chúng tôi cũng chi trả là 615 triệu đồng. Và ngày hôm nay chị Thuận tiết kiệm với Đài Chi đã 2 năm 20 triệu. Và ngày hôm nay chúng tôi chi trả là 228 triệu đồng. Khi chị Thuận tham gia thì các chị biết chị Thuận là sinh năm 1970. Khi tham gia
đó là 42 tuổi, đúng không ạ? Và năm nay chị Thuần là 43 tuổi. Thì toàn bộ cái quyền lợi của bộ đồng thì trước khi vào đọc cái quyết định thì tôi xin phân tích để khách hàng rõ là cái trường hợp này tiết kiệm được bao nhiêu mà tại sao chúng tôi lại chi trả như vậy. Thì như mọi người biết đó, ở trên thị trường hiện nay và một số các bà con cô bác có thể nghi ngờ rằng là bảo hiểm đóng vào đấy là tôi xin chúc cho công ty nhà mặt ngày một lớn mạnh và